Hello, xin mến chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay quay trở lại, em sẽ giới thiệu với tất cả các bác một bộ cấu hình karaoke. Bộ cấu hình này thì với ngoài 23 triệu anh em nhé, nhưng mà nó rất khỏe và anh em nghe nhạc cũng rất hay và karaoke thì tuyệt vời. Với cấu hình này thì anh em có thể thấy em có sử dụng con vang lắc acoustic LX8 anh em nhé. Con này khá mới, bên em mới có hàng về. Và chúng ta có thể sử dụng cái điều khiển này luôn anh em nhé. Đấy, muốn tăng giảm âm lượng đó. Đó, tăng giảm giảm này đấy, anh em có thể thấy không, đúng không? Đó, muốn tăng giảm nó rất là dễ rồi, đúng không? Con vang này màn nó rất là sáng đó. Màn nó rất là sáng anh em nhé. Đó, thì với con vang này thì tất cả sử dụng trên điều khiển hết anh em nhé. Tất cả sử dụng trên điều khiển hết. Đó, thì anh em sẽ thấy nó rất là tiện. Và con này rất nhiều chức năng, USB, Bluetooth và cổng quang anh em nhé. Đó, chọn input ngay trên này. Tinh chỉnh rất là dễ, hai cổng mic riêng biệt, hai effect riêng biệt anh em nhé. Revert, echo riêng biệt. Đó, con vang này hiện tại đang là giá là 3.3 triệu anh em nhé, 3.300.000 đồng. Đó, tiếp theo là con nâng tiếng DBX-AX3000 Flute. Con này hiện tại đang là 1.2 triệu anh em nhé, 1.2 triệu. Con này thì nếu mà anh em có nhu cầu thì anh em có thể dùng, không thì anh em có thể bỏ ra anh em nhé, không thì anh em có thể không dùng nó được. Đấy, vì trên con vang em cài cho anh em là 6 chế độ rồi. Đấy, thì anh em về anh em cứ sử dụng các chế độ, còn đâu anh em thích tinh chỉnh thì anh em mua con lọc xì hoặc là mua con nâng tiếng này ok. Còn đâu không cần thì anh em có thể bỏ ra anh em nhé, bỏ ra không cần thiết thì chúng ta có thể bỏ ra không dùng. Đó, con này thì giá 1.2 triệu. Đó, tiếp theo là con cục đẩy cũng của Lắc Autic, con này E7 anh em nhé, E7, con này E7 với giá 6 triệu, 4 kênh, mỗi kênh chúng ta có thể đánh được một cặp bass 30 và hai kênh này chúng ta có thể chập sút vào đánh sút 50, thì hiện tại đang dư 2 kênh anh em nhé, vẫn dư 2 kênh. Đó, thì với combo này thì em có ghép với mic Lắc Autic U709 anh em nhé. Bộ mic này rất là cao cấp và chất âm rất là tuyệt vời anh em nhé, rất là bắt mic luôn, rất là bắt mic. Bộ mic U709 này thì khá nhiều anh em sử dụng rồi và chất âm thì anh em đánh giá là rất là hay. Đó, rất là hay và ngoại hình rất đẹp anh em nhé. Đó, thì chúng ta có thể là điều khiển tất cả trên cái điều khiển này. Đó, loa thì em có thể ở đây thì em sử dụng cho một cặp loa KT12 bass check neo anh em nhé. Bass neo check neo thì anh em biết rồi đấy. Thì cái chất âm của nó cực kỳ là sạch sẽ. Đó, rất là sạch sẽ anh em nhé. Cái chất âm của nó rất là sạch sẽ luôn. Đó, anh em có thể thấy chất âm rất là sạch sẽ. Đó, cặp loa này là bass neo check neo anh em nhé. Giá hiện tại cho cặp loa này là 9.500.000 đồng, bass neo check neo anh em nhé. Tiếng rất là sạch, em có thể cho to âm lượng lên một chút. Đó. Đó, anh em nghe tiếng bass rất là sâu đúng không? Đó. Đó, anh em có thể đeo tai nghe thấy cái chất âm rất là hay đúng không? Đó, thì em đang sử dụng một cặp. Đó, chúng ta có thể là giảm âm lượng ngay trên cái điều khiển này được. Đó, anh em có thể thấy. Đó, thì với con vang này thì nhìn gì như anh em đã thấy rồi, chất âm của nó rất là tuyệt vời. Và em sẽ cài cho anh em là 6 chế độ anh em nhé, 6 chế độ anh em sẽ thể sử dụng con vang này. Và em sẽ thử alo luôn cho anh em nghe anh em nhé. Alo thử cho anh em 6 chế độ luôn. Sẽ sử dụng cho, sẽ giảm music xuống anh em nhé, giảm music xuống thì sẽ sử dụng chế độ 1. Đây là chế độ 1 anh em nhé. Chế độ 2 thì anh em sẽ nhìn ở trên này. Đó, em sẽ ấn 2 này.
đường xưa vắng đây, chế độ 2 anh em nhé. Đó. Y. À được. Y 1 2 5 6 7 8 9. À được. 1 2 5 6 7 8 9. À được. Đó, anh em thấy tiếng vợt rất hay đúng không ạ? Chế độ 3 anh em nhé. chế độ 5, chế độ 6 là chế độ nghe nhạc anh em nhé. Chế độ 5 này là bolero, tiếng Czech rất là hay, tiếng Czech rất là đầy anh em nhé. Tiếng Czech rất là đầy. Và chế độ 6 là chế độ remix thì Czech nó ít hơn. Tiếng Czech nó sẽ ít hơn anh em nhé. Chế độ 6 là tiếng Czech ít hơn. Còn nếu anh em muốn chế độ 5 này, Czech sẽ đầy hơn, tí tách hơn đúng không? Anh em có thể đeo tai nghe thấy. Về chưa? Đây là chế độ thứ 5. Chế độ 6 nhé. Nó ít Czech hơn đúng không? Ít tí tách hơn, và những chế độ 5 thì sẽ tí tách hơn. Tất cả tôi dùng trên điều khiển này. Đó, anh em có thể đeo tai nghe thấy không? Rất là tuyệt vời. Giảm xuống. Giảm lên thanh xuống. Thì với cấu hình này như em thông báo với tất cả các bác là ngoài 23 triệu 300 hình như vậy. Đó, con E7 là giá 6 triệu này. Con EX3000 1.2 triệu. Con LX8 giá 3.3 triệu. Và con U709 này cũng 3.3 triệu anh em nhé. Cặp loa này là 9.5 triệu. Bát neo chép neo anh em nhé. Bát neo chép neo. Đó. Và anh em lưu ý, nếu mà anh em có cần sử dụng con nâng tiếng thì có thể sử dụng, hoặc là anh em có thể là bỏ ra thì tiết kiệm hơn được 1.2 triệu anh em nhé. Đấy, thì với cấu hình này thì anh em chơi khá là ok. Nếu bỏ nâng tiếng ra thì giá chỉ có tầm 22 triệu thôi. Với cấu hình này thì rất là trọn vẹn luôn rồi. Đó, khá hay rồi anh em nhé. Và mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận chất âm của nó anh em nhé. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua hàng, anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com, bên em giao hàng toàn quốc. Rồi, chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip sau anh em nhé. Đừng nhìn nhau chi mà quen lệ vương, tình dù chưa phai không tránh được tư lý. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng ghi niệm đầy vơi, lòng mây mối xa sao không mặn người ơi. Chẳng nước còn đầy em đâu rồi, ngàn cách phương trời hận tình không tan trọn đời riêng ba. Một anh hay xa, cùng tôi đau thương. Đọc anh đến trường, điểm không yêu đương, chỉ còn không buồn nào đủ. Đớn đau, từng tiếng lòng người ơi. Trời đành hai đứa, ôm cách biệt hai nơi. Lâu mắt rồi thôi xin làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau.